Tại lễ tưởng niệm, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã đọc diễn văn ôn lại thân thế và sự nghiệp hào hùng của người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Hưng Đạo Đại Vương tên thật là Trần Quốc Tuấn, là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu, cháu gọi vua Trần Thái Tông bằng chú, sinh ra tại Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, quê ở làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông vốn có tài quân sự, lại là tôn thất nhà Trần. Ông đã có công lớn trong 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông. Buổi lễ diễn ra long trọng, gồm lễ rước bộ, hội trống và múa rồng. Sau diễn văn tưởng niệm 714 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và văn tế, các đại biểu và nhân dân đã dâng hương tưởng niệm ngày mất của vị anh hùng dân tộc, dâng hương tại đền Nam Tào Bắc Đầu. Cũng tại lễ khai hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đền thờ chính, đền Kiếp Bạc giai đoạn 1. Dự án tu bổ tôn tạo đền Kiếp Bạc được chia thành 2 giai đoạn với 12 hạng mục công trình, bao gồm tu bổ, tôn tạo tòa tiền tế, tòa trung tử, tòa hậu cung, với nguồn vốn thực hiện được lấy từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, nguồn công đức nộp vào ngân sách nhà nước, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và từ nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Chúng tôi thấy quang cảnh ở đền Kiếp Bạc rất là khang trang, cao giáo, sạch đẹp. Chúng tôi, dân chúng tôi và tất cả mọi người là tôn thờ Đức Thánh Đại Vương Trần Hưng Đạo. Nay chúng tôi về để chiêm ngưỡng về phần tâm linh, để chúng tôi lễ bái, cầu phúc, cầu lộc, cầu gia đình an lạc. Tôi đến lễ hội năm nay tôi cầu mong là cái thứ nhất là đất nước Việt Nam mình được bình yên, cuộc sống của dân được no đủ, hạnh phúc. Cũng như trước kia ông Đức Thánh Trần đã cứu dân và giúp dân. Chủ đề của lễ hội năm nay là hướng về biển đảo. Và nội dung của lễ hội năm nay thì như thường niên truyền thống, nhưng mà còn có một cái điểm mới nữa là khánh thành công trình đền tu bộ tôn tạo đền Kiếp Bạc. Cho nên là cái công trình này là cái kỳ vọng của nhân dân, của Đảng, Nhà nước trong nhiều năm nay, vì đền đã bị xuống cấp rất là nhiều. Thế thì năm nay là tu bổ tôn tạo đền rất đẹp và nhân dân về tham dự lễ rất là đông. Và cái công tác tổ chức của chúng tôi, cái thứ nhất là làm các nghi lễ một cách trang trọng theo đúng phong cách truyền thống, nhưng đồng thời là qua đây cũng tuyên truyền cho nhân dân là về cái lòng yêu nước của Đức Thánh Trần, về cái truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là bảo vệ biển đảo. Sau lễ tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và lễ khánh thành công trình tu bổ tôn tạo đền thờ chính đền Kiếp Bạc giai đoạn 1, đã diễn ra lễ hội quân trên sông Lục Đầu. Đây là một cuộc diễu binh bằng thuyền tái hiện lại cảnh ra quân của tướng lĩnh nhà Trần trong cuộc kháng chiến quân Nguyên Mông lần thứ 2.